Trời ơi, hết hồn. Trời đất ơi, sao em vô em nói từ từ xa mà vô đập cái hết hồn luôn à? Trời ơi, may mà em là thuộc dạng là gọi là cứng á. Chứ gặp anh mà em hù anh mà. Không biết anh yếu tim mà hay hù anh hoài á. Yếu cái gì? Đàn ông phải mạnh mẽ lên chứ. Em mà em sao gan quá vậy trời. Thì à? Trời đất ơi, em kêu anh là ra ngoài đầu ngõ đợi em. Tại vì gia đình em rất là khó. Anh cũng thấy rồi, gia đình em là khó mà tới có khó đều luôn á. Khó từ trên xuống dưới. Gặp thêm hàng xóm toàn là mấy cái người nhiều chuyện không à. Mà bây giờ mình lỡ ha, mà chị em mà thấy em với anh ở chung với nhau như vậy ha, là phải ra một cắt cổ em đó. Cho nên là cố gắng giùm em đi. Nhưng mà em, bây giờ hai đứa mình nó thương nhau thiệt, chứ đâu có phải là gì đâu. Đúng rồi, hai đứa mình nè, trai chưa vợ nè, gái chưa chồng nè, đó đường đường chính chính quen nhau mà tự nhiên cái lén la lén lút. Ủa sợ gì đâu? Không phải là lén la lén lút, mà bây giờ mình phải gọi là mình phải tìm cái thời cơ thích hợp. Giống như là bây giờ mình phải có một cái kế hoạch, anh hiểu không? Bây giờ mình làm gì mình phải có kế hoạch hết. Với một cái gia đình mà gọi là khó bình dẫn như gia đình của em á, thì em nghĩ là anh phải có một cái kế hoạch cụ thể với từng người một. Anh với hạ từng gục người từng một. Người một đó. Hạ sau gục khi mà từng anh người. Hạ gục từng người một rồi, anh lấy được trái tim của từng người một rồi đó, lúc đó là chuyện của mình rất là dễ dàng luôn á. À, anh hiểu rồi. Đúng không? Tức là bây giờ anh phải lên một cái kế hoạch cụ thể. Đúng rồi. Là có mở bài, thân bài, kết bài đàng hoàng. Đúng không? Xong không có đi làm tập làm văn. Ủa không, không phải không à? Không có thi tập làm văn. À, tức là mình phải có cái chiến lược, cái chiến thuật và cái chiến tranh. Cũng không có đi đánh lộn luôn ha. Chứ cái gì? Một cái kế hoạch thôi. À, một cái kế hoạch quá gia đình. Một cái kế hoạch. Không có sinh đẻ gì đây luôn. Trời, em anh rối luôn với gia đình em luôn á. Anh rối, anh có thể tập trung vào vấn đề chính với em được không nè? Vậy anh sẽ lên một kế hoạch tiêu diệt từng người nhà em. Nói nghe nè, mình không phải là giết người ha. Anh lộn văn. Mình chinh phục từng người. Vô vấn đề chính cho em đi. Okay, vô okay. Vấn đề chính rồi, của em. Anh làm xong anh trình cho em ha. Em cũng phải giám đốc của anh luôn, mà anh phải trình cho em. Bây giờ em nói là cái kế hoạch của anh chỉ cần có cái kế hoạch đó, anh nói lại với em nghe rồi hai đứa mình bàn bạc với nhau rồi mình thực hiện thôi. Mà cái điều đầu tiên trong cái kế hoạch này có nghĩa là bây giờ mình phải nhấc cái mông mình lên, mình đi ra ngoài kia. Bởi vì nếu mà mình ngồi ở đây á, một hồi chị em đi ra thấy hay là hàng xóm xung quanh thấy là chết hai đứa mình, nên biết không? Bây giờ anh đi giùm em được chưa? Vậy là bây giờ mình đi làm kế hoạch. Rồi đi okay. Đi trời. Đi, khổ quá, tôi khổ đi, đi, nói tình đi, đi, này quá. Ôi. Trời ơi, sao ngủ quá vậy trời. Giờ này mà có đi trà sữa cung cấp đường vô não một cái là tỉnh liền. Ước gì. Không được rồi, buồn ngủ quá. Thôi đi vô ngủ đi tính tiếp. Trời ơi, không ngủ được rồi. Bây giờ phải làm xong cái deadline, cái kịch bản này nữa. Chán ơi là chán. Cái nghề biên kịch khổ quá vậy trời. Không có ngày nào được ngủ yên hết trơn á. Thèm một ly trà sữa. Trời ơi, sướng quá, trà sữa ở đâu ra vậy? Mình có nằm mơ không ta? Hồi nãy mình nói là mình ước có một ly trà sữa, mà bây giờ trà sữa hiện ra trước mắt mình. Không phải, vậy là không phải rồi. Mình bị mộng du rồi. Mà không phải, mình không hề bị mộng du. Tại mình đâu có ngủ đâu mà mộng du. Tại sao trà sữa đây ta? Chắc là... dì Trúc. Dì Trúc ơi, dì Trúc ơi, dì Trúc. Chị nghe. Trời ơi. Chuyện gì vậy? Thật sự là mấy hôm nay con có lỗi với dì quá, mà con cứ tìm cách gây sự với dì không à, mà con ngờ dì lại thương con đến như vậy. Cảm ơn dì Trúc nhiều nha. Ủa, cảm ơn trời dì ơi. Con ngon quá, trà sữa Trân Châu đường đen, trời ơi ngon thích lắm luôn á. Ai mua cho con vậy? Dì chứ ai. Tao không, dì đâu mua. Ủa mai có dì mua hả? Không, trời mày rảnh quá. Nghĩ sao mà tao dư tiền để mua trà sữa cho mày uống. Trời ơi, cái đầu của dì. Sao? Tại vì tối nay á, dì sẽ đi chơi cho nên là dì lại làm một cái kiểu tóc gọi là uống xoăn xoăn đó con. Nhưng mà dì thích là kiểu mà xoăn xoăn tự nhiên á, nên là dì cuốn cái này nè để cho tới tối xong cái dì tháo ra là nó thành xoăn tự nhiên là đẹp. Nhưng mà dì đi đâu?
Thì đi vòng vòng trong khu phố nè. Trời ơi lòng quá bà ơi. Bà đi vòng vòng thôi, bà có cần để cái đầu lồng lộn vậy không? Dì khổ lắm, tại lúc nào dì cũng phải chăm chút cho bản thân của mình. Ủa mà kêu ra đây làm gì vậy? Thì dì đi vô dì ngủ tiếp đi, cảm ơn dì nha. Ủa là không, kêu ra đây chỉ có vậy thôi hả? Không tiễn rồi, dì đi đi, dì đi giùm cái đi. Tại vì giờ con cần không gian yên tĩnh để con viết bài đó. Có gì ngồi đây khó viết lắm. Chắc lâu rồi con chưa bị đánh phải không? Làm tổn. Ai ta? Ai vậy ta? Ồ, có khi nào là chồng của mình không? Hồi nãy nghe mình than là thèm trà sữa, cái xong lén đi mua trà sữa. Xong rồi để trên bàn, tạo bất ngờ nữa. Trời ơi, sớm gì đâu á. Vợ chồng bao nhiêu năm rồi mày đặt cho nội này lâu lâu cũng dễ thương ghê. Ủa mà trả đâu rồi ta? Trả đâu rồi ta? Đi đâu giờ? Ê. Anh trời ơi, dễ thương không kìa. Hả? Ôi trời ơi, không phải diễn viên đâu mà diễn như đúng rồi vậy đó. Gì vậy? Ra xong rồi vô, xong rồi tỉnh queo. Tưởng em không biết hả? Cái gì vậy trời? Sao anh muốn sao? Anh muốn đêm nay mình sao? Sao em vui vậy? Em vui chứ, hôm nay em có đường mà, em có nhiều năng lượng mà. Nè. Nè. Đừng nói gì ly trà sữa này mà em vui vậy hả? Trời ơi đúng rồi, món khoái khẩu của em. Trời ơi, trời ơi, sung lên rồi, sung lên rồi. Chồng ơi, chồng ơi. Em viết kịch bản tiếp đi ha. Ủa gì vậy chồng? Em vô tắm rửa thay đồ. Chồng ơi, chồng ơi, chị em cảm ơn chồng đã mua trà sữa cho em nha. Trời ơi. Xuất sắc luôn. Từ từ rồi mình cũng sẽ chinh phục được hết mọi người trong nhà này. Trời ơi, nghĩ sao mà quăng cái đống bùi nhùi này cho mình viết lại trời. Toàn là ca khó. Sắp xếp ý tứ câu chuyện nhưng mà lũng cà lũng củng. Không biết tưởng tượng nổi. Không có mình không biết làm sao nữa. Tỉnh 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 tỉnh. Sao tới giờ này là không thể nào mà tập trung được. Ước gì mới có gì ăn. À, bánh tráng, thầy bánh tráng quá. Sẽ up lên Facebook, phải up lên Facebook mới được. À, thèm bánh tráng quá. Biết làm sao giờ. Lần này hy vọng sẽ có người mua bánh tráng cho mình ăn. Sen. Sao giờ này không có ai comment gì vậy trời? Không biết có ai đọc được cái này chưa nữa. Thôi kệ, đi ngủ trước đi. Đi ra là sẽ có bánh tráng. Chắc chắn là như vậy. Ý, chồng ơi. Trời ơi, bánh tráng của em, bánh tráng của em. Ủa? Rồi. Sao không còn miếng nào vậy? Rồi, sao anh ăn bánh tráng của em? Thì anh về anh đói bụng quá, anh thấy em ngủ. Đâu anh mua cho em rồi, anh ăn cũng vậy à. Anh mua nào. Ủa? Anh đi về anh đói bụng quá nè. Mà thấy em ngủ, tính kêu em nấu mì gói giùm anh. Mà thấy em ngủ ngon quá, không phá em. Thấy bánh tráng trên bàn, ăn dở, uống miếng nước cho nó nở ra no. Ủa, không phải anh mua hả? Trời ơi, anh chăm công nghìn việc ở trên công ty á, lâu rồi đi mua mấy cái món con nít nè. Ai mua ta? Hỏi anh, ai mà hỏi biết anh. Em thích ăn bánh tráng ta? Em up status trên Facebook thì chắc chắn là chỉ có những người mà em add friend mới đọc được thôi. Em biết rồi. Bây giờ chắc là em nổi tiếng rồi cho nên em có fan cuồng. Fan cuồng? Hả? Ui, fan thường người ta gặp thần tượng mình người ta đưa tận tay chứ ai mà làm gì. Hả? Tưởng cái gì, cái gì, cái gì? Cái gì? Ôi, fan cuồng. Ừ. Hả? Cái gì vậy anh? Như vậy là nhà bị đột nhập hả? Ừ ha.
Ừ ha, đúng rồi, sao nó vô được đây ta? Hả? Trời ơi, cái này là những fan hâm mộ em, cho em đồ ăn. Còn những anti fan thì sao? Trời ơi, trời nó ơi, ghét em, nó đột nhập vô. Thế là làm sao bây giờ chồng làm cái sao đó đây? Anh suy diễn thôi, làm quá rồi. Bây giờ như vậy đi, để biết coi cái tình trạng này do ai, ai là đạo diễn, ai là tác giả của những món đồ mà em cần up lên Facebook, thì anh có một cách. Cách gì? Mình sẽ điều tra. Em up tiếp Facebook đi. Chỉ có cách đó. Đúng. Đứng im, cho tôi chui ra đã. Mai Khải nè, tên tuổi. Nó là đứng. Nè, tên đột kích này, người là ai? Người là ai? Nói. Đúng rồi, bịt khẩu trang sao nói? Mở khẩu trang ra. Mở ra. Phải nhìn mặt nó lại. Nhìn lên. Em có làm gì đâu. Fan cuồng đúng không? Fan cuồng. Trời ơi, gặp thần tượng kìa. Bỏ mặt ra. Nói cái chuyện với thần tượng. Cái này nghe quen lắm nè. Nè, bây giờ sao? Nó bỏ khẩu trang ra không? Hay là muốn nhường thử? Nè. Cái gì vậy? Gì ơi? Con đã bắt được tên đột kích rồi. Trời ơi, hiểu lầm rồi. Cái này là shipper giao bún như vậy. Làm gì mà gọi điện thoại quản không được vậy? Ủa cái gì? Mà tới rồi thì ra lấy đồ nè. Cái gì? Shipper của gì hả? Shipper. Ủa thì... chứ phải là fan cuồng của em. Fan cuồng gì? Con làm giống như là vợ con nổi tiếng lắm, vợ có fan cuồng nữa. Nói đồ. Gì đó? Chắc là chưa tới thời khắc mà cái fan cuồng xuất hiện thôi. Đúng rồi. Hai vợ chồng mình hơi vội vã. Đúng rồi, vội vã hấp tấp một chút xíu. Bây giờ thì dạ, bắt cho được tên đột kích đó. Được chưa? Chỗ khác, đi theo. Đi. Hai đứa này. Trời đất ơi. Trời ơi. Tưởng chết tới đời rồi đó. Trời ơi, cái gì mà sao tụi nó lẹo quá vậy? Trời, mà muốn, sao vậy? Muốn tụt huyết áo luôn á. Nó để sao mà tụi nó làm sắp nó cà anh luôn vậy? Trời ơi, thì anh chỉ muốn là lấy lòng từng người trong nhà em thôi. Trời, lấy lòng không có kiểu này được anh ơi. Em đã nói anh rồi, phải có kế hoạch. Anh phải có kế hoạch chứ còn cái này là anh hơi bị ẩu rồi đó. Anh làm như vậy là người ta nghi nữa. Nghi gì? Anh chỉ ai thích cái gì anh làm cái đó. Công nhận gia đình em khó ghê luôn á. Nên bây giờ mình phải tìm một cách nào đó để mình thay đổi. Cách gì bây giờ anh bày cho đủ trò đủ cách luôn á. Rồi không có nào ra hồn mà trống gì trơn à. Giờ là cách nào bây giờ? Cách nào bây giờ? Anh có không? À, đúng rồi. Nếu như bây giờ nha, mình không công khai được, mình không sáp lại với nhau được, bây giờ, kể từ ngày hôm nay, hai chúng ta sẽ trở thành những người xa lạ. Để đạt được những mong muốn của bản thân, có đôi lúc chúng ta lại bất chấp tất cả mà không tính đến hậu quả của nó. Có một điều luôn luôn đúng, chính là những gì ta làm ngày hôm nay sẽ là kết quả cho sau này.